Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Đấy. Đến hẹn lại lên giao lưu cùng các bạn quý anh chị. Hai cái cặp tác phẩm của Thạch Gia Lai em đã đánh bóng đến đế giao lưu, giá cực rẻ thôi. Đấy, màu vân siêu đẹp luôn. Đấy. Chất cứng già, rõ nét những cái sơ tia gỗ. Dầm sẽ giới thiệu từng cái một nhé. Phía sau thì cái này để tự nhiên, còn cái này đã đánh bóng. Ok, Dầm sẽ giới thiệu tác phẩm đầu tiên trước mắt quý anh chị và các bạn. Đây là hai cái một cặp của Hoa Thạch Gia Lai có kích thước cao là 27 nhé, cao 27, nặng 2,5 kg cả đế, hàng mini để bàn. Đấy, giá cực rẻ thôi. Đấy. Quý chị nào quan tâm thì hãy liên hệ giúp em nhé. Đấy. Đấy, còn cặp thứ hai là cũng là gỗ Thạch Gia Lai, màu sắc đa sắc. Phía sau thì đến nguyên sinh, mày một mặt cao 28, nặng 2 kg. Đấy, siêu đẹp luôn, nặng 2 kg nhá, cả đế luôn. Đấy, rất đẹp để bàn nhá. Quý chị có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ giúp em nhá. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn. Anh chị nào lấy một cặp thì em để cho giá sưu tầm, giá rực cực rẻ luôn. Đấy, chỉ có 600k. Đấy, 600k nhé. Đấy, 600k là một cặp, cặp này nhé. Hai cặp luôn. Hai cặp này 600. Nếu có chị lấy một cái thì 350. Đấy, 350 thôi. 350 một cái. Nếu chị lấy cặp thì để 300. Đấy là giao lưu vui cho quý chị sưu tầm chơi. Đấy, quý chị nào chưa có thì hãy liên hệ nhanh tay, liên hệ trực tiếp với em để sưu tầm nhé. Đấy, cặp của Hoa Thạch để bàn, hàng của Tây Nguyên Gia Lai, đặc sản của núi lửa chữa thay. Đấy, đã đánh bóng siêu đẹp luôn, đánh bóng hoàn toàn là một tự nhiên nhé. Siêu vân đấy, siêu vân cực đẹp đấy quý chị ạ. Đó, quý chị nào có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ giúp em nhé. Đấy, giá cực rẻ thôi, chỉ có 600k cặp này thôi. Đấy, nếu quý chị lấy lẻ thì là 350. Đấy, một cặp, lấy hai cặp thì 600. Đấy, quý chị nào thiện chí thì hãy bê ngay giúp em nhé. Rồi, ok, vừa giờ kết thúc video tại đây. Để quý chị xem video thì đừng quên bấm nút like và đăng ký. Cảm ơn tất cả các bạn và quý chị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và quý chị trong video tiếp theo. Ok.